Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình giới thiệu một bộ Venezuela gồm 21 tờ, 21 tờ. Để mình lấy cái bộ đầu tiên. Đây, bộ này. Đây là bộ cũ nha anh em. Đó. Rồi mình giá 2, 5, 10, 20, 50 và 100. Đây là mặt sau, 2, 5, 10, 20, 50, giá 100. Đó, bóng chìm và bảo an đàng hoàng nha anh em. Có chỉ dạ quang nữa. Rồi, mình xin giới thiệu đến cái loại này đi. Thì mình giá cũng 2, đây là bộ Lâm Phát nè. Hiện tại là bây giờ mình không có bộ mới nha anh em. Đó, bộ này là 21 tờ lận nha anh em. Chim hay con ếch hay con gì đó, con beo, con mèo, đây là con khỉ. Bóng chìm thì cũng có bảo an với dẫn cái hình ông này nha anh em. Rồi đầu tính mình giá 100 nè, 200, 500, 1000, 2000, 5000 đến 20000. Mình review từng tờ cho anh em dễ câu nha. Đây là mình giá 100 nè, đây là 200, 500, đây 500 luôn, đây là 1000, 2000, 5000, 10000, như tiền Việt Nam mình thôi, 20000, đây là 20000 Bolivar nha anh em, Bolivar nè, 20000 Bolivar Venezuela. Đó. Bộ này là bộ cũ và bộ mới. Từ mệnh giá Venezuela đợt trước bị lạm phát, rất là những cái bộ này hiện tại hình như là mình nghe nói là bỏ hết rồi nè, không còn sử dụng nữa. Đợt trước mình nghe nói là mua cái gì mà quả trứng mà căng ký tiền không anh em, quả trứng hay ổ bánh mì gì đó là tiền thì chỉ cần ký thôi, bị lạm phát á, tiền rớt giá anh em. Nên Venezuela nó in tiền rất là nhiều, với lại nó bị cấm vận nên nó lạm phát rất là nhiều. Bộ này thì đủ màu sắc luôn nè, quả cho màu sắc luôn. Bộ này 250 nè anh em, 250k bộ này nè. Anh em nào mua thì liên hệ mình. Bộ 21 tờ nha anh em. Này mình đếm cho anh em nha, xem từng tờ nè, 20.000 từ mình giá lớn nhất nè. 12 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 tờ nha anh em. Đó. 250k một bộ. Bộ này trên thị trường á, thường thường mình cũng bán bộ nửa bộ rồi mình giá này. Đây là 1 2 4 6 tờ bộ này. Đó. Bộ này là bộ cũ nha anh em, bộ này gồm 100 nè, 100 đến 120.000 bộ. Rồi cái này mình có thể chia ra làm 3 bộ cũng được nữa, 3 bộ thì mình bán thường thường 100 đi, 3 bộ cũng được 300, nhưng mà mình bán gồm 21 tờ này á, 250k thôi. Mình làm biến mình tách bộ quá, rồi trước mình cũng có quay tách bộ rồi, nó cũng đủ mình giá nha anh em, nhưng mà cái bộ cũ với bộ mới thôi, mình giáp lại thành 21 tờ. Rồi xin chào tạm biệt anh em.